Hi everyone, xin chào các em lớp 6. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài số 5 các em nhé. Unit 5, Things I Do. Things, những điều tôi làm. A, my day. One, listen and repeat, then practice with a partner. Ở bài số 1 này các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại, sau đó thực hành cùng với bạn của mình các em nhé. Every day, I get up at 6. Every day, I get up at 6. Every morning, I go to school. She goes to school. Every afternoon, I play games. She plays games. Every evening, I do my homework. She does her homework. Chúng ta hãy cùng nhau dịch các em nhé. Chúng ta có cụm từ every day, hàng ngày. Chúng ta có cụm từ thức dậy là get up, thức dậy, vào lúc 6 giờ. Every day, I get up at 6. À, hàng ngày, Nga dậy vào lúc 6 giờ. Every morning, vào mỗi buổi sáng. À, go to school, chúng ta có cụm từ go to school, đi học. She goes to school, cô ấy đi học. Every afternoon, I play games. Vào mỗi buổi chiều, chúng ta có từ afternoon là buổi chiều. Every, mỗi, play games, chơi trò chơi. She plays game. Đây tương tự chỗ plays của chúng ta. She, chúng ta sẽ thêm chữ giờ vào sau động từ các em nhé. Every evening, vào mỗi buổi tối. I do my homework. Chúng ta có cụm từ do my homework, làm bài tập của tôi. She does her homework. Cô ấy làm bài tập của cô ấy. To look at exercise A1 again, ask and answer with a partner. Bài tập số 2 yêu cầu các em hãy nhìn lại vào một lần nữa vào bài số 1 và sau đó hỏi và trả lời cùng với bạn của mình. A, what does Nga do every day? Nga đã làm gì vào hàng ngày, hay còn gọi là mỗi ngày các em. Does Nga do every day? Chúng ta cùng hãy quay lại với bài số 1 hồi nãy các em nhé. Đây là bạn Nga đúng chưa các em? Bạn Nga làm gì vào mỗi ngày? Chúng ta sẽ trả lời là mỗi ngày bạn Nga thức dậy vào lúc 6 giờ. Như vậy đáp án của chúng ta là every day Nga gets up at 6. What does she do every morning? Cô ấy làm gì vào mỗi buổi sáng? Đây các em nhé. Every morning, vào mỗi buổi sáng tôi đi học. Như vậy chúng ta sẽ nói là every morning she goes to school. Câu số 3, what does she do every afternoon? Chúng ta sẽ trả lời every afternoon she plays game. What does she do every evening? Vào mỗi buổi tối cô ấy làm gì? Every evening she does her homework. 3. Listen and repeat, then practice the dialogue with a partner. Bài số 3 yêu cầu các em hãy nghe và lặp lại, sau đó thực hành đoạn hội thoại cùng với bạn của mình. Các em hãy cùng nghe và lặp lại theo cô nhé. Chúng ta có cụm từ after. After nghĩa là sau khi các em nhé. What do you do after school? Bạn làm gì sau khi ở trường? One, chúng ta có cụm từ watch television, xem phim. Do the whole housework. Chúng ta có từ house có nghĩa là ngôi nhà, work là làm việc,
Như vậy, housework nghĩa là làm việc nhà các em nhé. Do the housework. Now listen and repeat. I watch television. Ba watches television. I do the housework. Lan does the housework. I listen to music. Nam listens to music. I read. Thu reads. Tôi nghe nhạc. Nam nghe nhạc. Tôi đọc sách. Thu đọc sách. For answer, then write the answers in your exercise book. Bài số 4 yêu cầu các em hãy trả lời, sau đó viết câu trả lời vào trong sách bài tập. A. What does Lan do after school? Bạn Lan làm gì sau khi ở trường? Câu B. What does Ba do after school? Ba làm gì sau khi ở trường? Và tương tự chúng ta có câu C. Thu làm gì sau khi ở trường? Và Nam làm gì sau khi ở trường? Chúng ta cùng quay lại bài và trả lời các em nhé. What does Ba do after school? Chúng ta sẽ trả lời là Ba xem phim. Như vậy đáp án của chúng ta là câu dưới này các em nhé. Ba watches television. What does Lan do after school? Lan làm gì sau khi ở trường? Đáp án của chúng ta là Lan does the housework. What does Nam do after school? Nam listens to music. What does Thu do after school? Thu reads. 5. Listen and repeat, then practice a partner. Bài số 5 yêu cầu các em hãy nghe và lặp lại, sau đó thực hành cùng với bạn của mình. Các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. Trước khi đọc, chúng ta cùng xem từ vựng của bài này là gì các em nhé. Chúng ta có cụm từ play volleyball. Play volleyball là chơi bóng chuyền các em nhé. Play soccer. Chúng ta có cụm từ play soccer bằng với lại play football, nghĩa là chơi bóng đá. Girls. Girls là những bạn gái. Rồi chúng ta hãy cùng vào bài nhé. Các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại theo cô nào. What do you and Nga do after school? We play volleyball. What do Thu and Vui do? They play soccer. Do girls play soccer? Yes, they do. Do you play soccer? No, I don't. Does Nga play soccer? No, she doesn't. Chúng ta hãy cùng nhau dịch các em nhé. Bạn và Nga làm gì sau khi ở trường? Chúng tôi chơi bóng chuyền. Thu và Vui làm gì? Họ chơi bóng đá. Những bạn gái cũng chơi bóng đá hả? Đúng vậy. Bạn có chơi bóng đá không? Không. Nga có chơi bóng đá không? Không. 6. Listen and answer. Say yes, I do, or no, I don't. Và đối với bài số 6, các em hãy cùng nhau nghe và trả lời cho cô là chúng ta sử dụng hai cụm từ yes, I do, hoặc là no, I don't. Có hoặc không các em nhé. Do you play sports? Chúng ta có từ sports, nghĩa là thể thao. Họ hỏi các em có chơi thể thao không? Nếu có thì em sẽ nói là yes, I do. Còn nếu không, các em sẽ nói là no, I don't. Do you watch television? Bạn có xem TV không? Do you do the housework? Bạn có làm việc nhà không? Do you play volleyball? Bạn có chơi bóng chuyền không? Do you listen to music? Bạn có nghe nhạc không? Do you read? Bạn có đọc sách không? Do you do your homework? Bạn có làm bài tập về nhà không? Nếu có, các em sẽ trả lời là yes, I do. Còn nếu không, các em sẽ trả lời là no, I don't. Các em nhé. 7. Remember. Và trong phần A này, các em cần nhớ cho cô những cụm từ và những mẫu câu sau đây.
I play. You play. He, she plays. We play. They play. Như vậy là đối với những từ có chủ ngữ là I, you, we, they thì động từ chúng ta sẽ giữ nguyên là nguyên mẫu các em nhé. Play chúng ta giữ nguyên mẫu. Còn đối với những chủ ngữ là he hoặc là she thì cái chữ place này các em sẽ thêm chữ s vào cho cô nhé. Tương tự chúng ta có I watch, you watch, we watch, they watch thì chủ ngữ chúng ta sẽ giữ nguyên. Và đối với chủ ngữ là he, she thì cái từ watch này các em sẽ thêm cho cô chữ e và chữ s vào. Chúng ta sẽ đọc là watches, watches. Tương tự chúng ta có I do, you do, we do, they do. Đối với những chủ ngữ là I, you, we, they thì động từ chúng ta sẽ giữ nguyên. Còn đối với chủ ngữ là he, she thì cái chữ do này các em sẽ thêm cho cô chữ e với chữ s vào. Và chúng ta đọc từ này là there's, there's. Để trả lời cho câu hỏi do you blah blah blah, ví dụ do you play soccer, chúng ta sẽ có hai câu trả lời. Nếu có thì chúng ta sẽ trả lời là yes I do, còn nếu không chúng ta sẽ trả lời là no I don't. I don't play soccer, mình không chơi bóng đá. B, my routine. Chúng ta có cụm từ routine nghĩa là những hoạt động hàng ngày các em nhé. Hoạt động hàng ngày của tôi, one read, chúng ta hãy cùng nhau đọc và các em hãy đọc cùng cô nhé. Hi, I'm Ba. I get up at 6. I take a shower. I eat a big breakfast. I go to school at 6:45. I have classes from 7 to 11:15. Các em thân mến, chúng ta có những cụm từ sau đây: get up, thức dậy; take a shower, là tắm vòi sen; eat a big breakfast, ăn bữa sáng no các em nhé; go to school, đi học; water to 7 có nghĩa là 7:15 các em nhé. Water có nghĩa là 10:05, 2 là kém, 7 là 7, 7:15. Have classes có nghĩa là vào lớp, hoặc là 7:45. Chúng ta có cụm từ 11:15 có nghĩa là 11:15, 7 giờ tới 11:15. At 11:30, I have lunch. In the afternoon, I play games. I go home at 5:00. Chúng ta có cụm từ 11:30 có nghĩa là 11:30. Half có nghĩa là một nửa, là 30 các em nhé. Past có nghĩa là qua, qua một nửa của 11 có nghĩa là 11:30. Have lunch có nghĩa là ăn trưa. Afternoon và buổi chiều. Play games là chơi trò chơi. Go home là đi về nhà. 5:00 là 5 giờ đúng. In the evening, I watched television. I do my homework. I go to bed at 10:00. Chúng ta có cụm từ in the evening là vào buổi tối. Watch television, xem TV, tôi xem TV. Chúng ta có cụm từ do my homework, làm bài tập về nhà của tôi. Go to bed là đi ngủ các em nhé. Vào lúc 10:00, 10 giờ đúng. Complete the table in your exercise book. Write the time in figures. Bài tập số 2 yêu cầu các em hãy hoàn thành bảng sau đây. Sau đó hãy viết thời gian vào
à, vào trong cái bảng này các em nhé. Chúng ta có những actions là hành động, time là giờ. 3, đây là những cái giờ của bạn 3, me là tôi các em nhé. Còn em thì các em sẽ ghi vào đây. Đó, chúng ta có cụm từ get up, thức dậy. Ba thức dậy vào lúc mấy giờ các em? Đúng rồi, 6 giờ. Tương tự các em hãy điền cho cô go to school. Ba đi học vào lúc mấy giờ? Các em ghi vào đây nhé. Classes start. À, lớp học bắt đầu vào lúc mấy giờ? Classes finish. Kết thúc, lớp học kết thúc vào lúc mấy giờ? Have lunch, ăn trưa. Go home, đi về nhà và go to bed. Các em hãy dùng bảng này để làm cho cô nhé. Và đây sẽ là đáp án của bạn 3. Và các em, à, còn đây là cột thời gian của các em tự ghi vào các em nhé. 3. Yêu cầu các em thực hành cùng với bạn sử dụng bảng của bạn. Các em hãy sử dụng bảng hồi nãy các em vừa làm để có thể thực hành cùng với bạn của mình nhé. Chúng ta sẽ hỏi là what time does ba get up? Ba thức dậy vào lúc mấy giờ? Và để hỏi câu hỏi về giờ, chúng ta sẽ dùng cụm từ là what time các em nhé. What time là mấy giờ? Ba thức dậy vào lúc mấy giờ? Tương tự, chúng ta có câu hỏi what time does ba go to school? Ba đi học vào lúc mấy giờ? What time does ba have classes? Ba có lớp học vào lúc mấy giờ? What time does ba have lunch? Ba ăn trưa vào lúc mấy giờ? What times does ba go home? Ba đi về nhà vào lúc mấy giờ? What time does he go to bed? Ba đi ngủ vào lúc mấy giờ? Và chúng ta sẽ trả lời là ba gets up at. À, các em hãy dùng bảng hồi này để trả lời các em nhé. Và đây sẽ là câu trả lời. Câu B, what time do you get up? Tương tự các em hãy hỏi và trả lời về thời gian của các em nhé. 4, remember. Đối với bài số 4, các em cần ghi nhớ cho cô những cụm từ sau đây. 10 o'clock. Khi các em muốn nói giờ đúng, ví dụ như 10 giờ đúng, các em sẽ nói là 10 giờ cộng với chữ o'clock. 10 o'clock, 10 giờ đúng. Ví dụ 7 giờ đúng, chúng ta sẽ nói là 7 o'clock. Được chưa nào? A quarter to ten. Chúng ta có cụm từ quarter có nghĩa là 15 phút của em nhé. To là kém, ten là 10. 10 giờ kém 15. À, 10 giờ kém 15 có nghĩa là 9 giờ 45 đúng không các em? Chúng ta có thể nói là 9:45, 9 giờ 45. A quarter past ten, 10 giờ. À, chúng ta dịch ngược lại các em nhé. Quarter là 15 phút. Past là hơn, 10 là 10. Như vậy là 10 giờ hơn 15, có nghĩa là 10 giờ 15 phút, được chưa nào? À, chúng ta có thể nói là 10:15 bằng với cụm từ 10:15 các em nhé. Half past 10, 10 giờ hơn một nửa, có nghĩa là 10 giờ rưỡi các em nhé. 10 giờ 30 phút và chúng ta có thể nói là 10:30. Và đối với những từ sau đây, I, we, you, they, khi chủ ngữ là những từ I, we, you, they thì động từ chúng ta giữ nguyên, được chưa nào? Khi chủ ngữ là he, she, động từ chúng ta sẽ thêm chữ sờ vào đây. Đó, get up. I, we, you, they, khi chủ ngữ là những từ này, động từ chúng ta giữ nguyên. Đó, get up giữ nguyên nè. Go chúng ta cũng giữ nguyên. Eat chúng ta cũng giữ nguyên. Còn đối những từ he, she thì động từ sẽ thêm chữ sờ. Đây, hoặc là answer các em nhé. Girls, answer. Hoặc it, chúng ta sẽ thêm chữ sờ. C, classes. Phần C của chúng ta là học lớp học. Listen and repeat. Các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại theo cô nhé. I don't have my timetable. Timetable. Từ này chúng ta đọc là timetable các em nhé. What do we have today? Today. It's Monday. Monday. We have English. Tôi không có thời khóa biểu. À, cái này là thời khóa biểu các em nhé. Timetable. What do we have today? Hôm nay chúng ta có cái gì? Có nghĩa là có môn học gì đó. We have math.
Math là môn toán các em nhé. Chúng ta có môn toán. It's Monday, we have English. Hôm nay là thứ hai. Để hỏi về thứ ngày, chúng ta sẽ dùng cụm từ là is cộng với lại thứ trong tuần các em nhé. Chúng tôi có English là môn tiếng Anh. We have Math. À, đây là môn toán. Math là môn toán nhé. Chúng ta có môn toán. We have literature. Chúng ta có môn ngữ văn. We have history. Từ này chúng ta đọc là history. Môn lịch sử. Geography. Geography. Môn địa lý. Các em hãy cùng đọc lại cho cô nhé. Math. Literature. History. Geography. Geography. Good job. To listen and repeat. Và ở bài số 2, các chúng ta sẽ cùng nhau học từ thứ hai tới chủ nhật. Các em hãy cùng nhau đọc cho cô nhé. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại một lần nữa nhé. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Three, listen and repeat. Ở bài số 3, các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại theo cô nhé. When do we have history? We have it on Tuesday and Thursday. When do we have math? We have it on Monday, Wednesday and Friday. Does Lon have math on Friday? No, she doesn't. Khi nào chúng ta sẽ có môn lịch sử? Chúng ta sẽ có nó, có nghĩa là có môn lịch sử vào ngày thứ ba và thứ năm. Vào ngày thứ trong tuần chúng ta dùng giới từ là on các em nhé. On cộng với lại thứ ngày. When do we have math? Khi nào chúng ta có môn toán? Chúng ta có nó vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Lan có môn toán vào ngày thứ sáu không? Không. For remember. Và ở phần C này các em cần nhớ cho cô. Classes có nghĩa là lớp học. Days of the week. Các em cần nhớ cho cô những ngày trong tuần. Week là tuần các em nhé. Như vậy chúng ta có 7 ngày trong tuần. Các em cần nhớ cho cô từ thứ hai tới chủ nhật chúng ta sẽ đọc là Monday là thứ hai, Tuesday thứ ba, Wednesday thứ tư, Thursday thứ năm, Friday thứ sáu, Saturday thứ bảy, Sunday chủ nhật. Và từ don't là viết tắt của từ do và từ not các em nhé. Từ này chúng ta đọc là don't. Doesn't. Doesn't là viết tắt của từ does và từ not. Các em nhớ ghi lại tất cả các từ vựng và mẫu câu của ngày hôm nay các em nhé. Hẹn gặp các em ở bài tiếp theo. Goodbye.